đã ủng hộ cái việc đưa ra cái điều kiện ràng buộc về sản lượng và tỷ lệ điện hóa. Bởi vì có cái điều kiện đó thì chúng ta mới có thể là khuyến khích các doanh nghiệp thực sự nghiêm túc đầu tư và duy trì sản xuất trong nước. Và các ý kiến đều cơ bản đều đề nghị để phải giảm tất cả các dòng thuế điều kiện xuống 0%, chứ không phải như phương án của chính. Thì đấy là các ý kiến mà đang đưa ra, ngay cả BCCI cũng thế. Và đồng thời cũng có ý kiến là đề nghị là phải bổ sung thêm các cái nhóm xe vào. Tức là hiện nay là chúng ta đang có hai gọi là nhóm xe du lịch, là xe từ 9 chỗ và nhóm xe thương mại, là gồm có xe minibus, xe buýt, xe tải. Thì hiện nay chúng phương án của Bộ Tài chính là mới đối với xe nhóm xe du lịch thì chúng tôi chỉ giảm cho cái dòng xe dưới 2000cc. Nhưng hiện nay rất nhiều ý kiến đề nghị là phải tăng cái dung tích ra tối khuyến khích cái dòng xe là dưới 2500cc. Vì sao? Là vì hiện nay đối với dòng dưới 2000cc là cái dòng xe gọi là chủ lực của các nước ASEAN như Indo, là dòng xe giá rẻ. Họ cũng sản xuất các dòng xe dưới 1500, dưới 2000cc và cái giá nó rất là rẻ. Thì nếu như Việt Nam cũng tập trung vào cái dòng xe đó thì sẽ khó mà có thể cạnh tranh. Trong khi nếu chúng ta mà tăng cái dung tích xe lắp đặt, chúng ta khuyến khích thêm cái dòng xe từ 2500cc xuống thì sẽ tạo điều kiện sau này cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất ngược trở lại sang các nước ASEAN. Bởi vì là với cái dòng xe 2500 thì khả năng chúng ta sẽ cạnh tranh được. Thì đấy là một cái chúng tôi đang cân nhắc, đang xem xét và nghiên cứu báo cáo. Và các cái doanh nghiệp cũng đề nghị bổ sung thêm những cái dòng xe thuộc cái nhóm xe thương mại, tức là nghiên cứu về xe buýt, xe minibus và xe buýt. Và đồng thời đối với dòng xe tải cũng đề nghị Bộ Tài chính phải cân nhắc xem xét bổ sung thêm đối với dòng xe tải hạng nặng và hạng trung. Thì đấy là những cái ý kiến và họ và phân tích rất là kỹ, cũng đưa ra những cái con số, những cái lý lẽ rất thuyết phục. Và chúng tôi cũng phải thực sự là những cái ý kiến đó rất quý báu, và chúng tôi cũng đang nghiên cứu và sẽ tổng hợp báo cáo đầy đủ cho chính phủ để có thể cân nhắc quyết định.